bỏ 2,8 tỷ để sở hữu GLC 300 All New 2023 và bạn sẽ nhận được những gì? Thiết kế thể thao hoàn toàn mới, dài hơn, rộng hơn, thấp hơn nhưng thể thao hơn. Cụm đèn pha thông minh nhất thế giới, Digital Light soi đường chỉ lối mọi chuyến đi. Động cơ thế hệ mới, i4 2.0 258 mã lực với hệ thống mid hybrid, êm hơn, mạnh hơn, nhanh hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. La răng mới 20 inch, to hơn, đẹp hơn, thể thao hơn. Gương chiếu hậu thiết kế hoàn toàn mới, rút từ cột A, chuyển xuống cánh cửa, cải thiện tầm nhìn cho người lái. Cụm đèn hậu thiết kế hoàn toàn mới như một tác phẩm nghệ thuật mang đậm dấu ấn của Mercedes. Khoang hành lý tăng thêm 70 lít so với phiên bản trước và chứa được 620 lít bia. Gói nội thất thể thao AMG với màn hình giải trí 11,9 inch và màn hình sau vô lăng 12,3 inch. Âm thanh, ánh sáng thì khỏi phải nói, hệ thống âm thanh Boommaster 15 loa và hệ thống đèn viền 64 màu cùng 10 kiểu phối màu khác nhau giúp cho chúng ta như ngồi trong mini bar. Một chiếc xe an toàn hơn cả an toàn với hàng loạt hệ thống hỗ trợ lái cực kỳ tiên tiến. Camera 3D với rất nhiều góc quan sát. Và đặc biệt, một chế độ cực kỳ hay, đó là nắp capo trong suốt. Bỏ ra 2 tỷ 8 để sở hữu tất cả những tinh hoa của ô tô thế giới, bạn nghĩ có xứng đáng?